Chú chú quán cái chỗ này ra được bao nhiêu hôm rồi nhỉ? Update map tuần là vừa. Hôm này cũng khó khăn. Ê, map này map sao là đấu đấu đội nè. Ui, thằng gì hack à? Thằng nhanh nhá. Chưa? Đi xuống dưới đi cho khỏe. Ê, có thằng trắng, mình con gà đi vậy đi nhanh nhá. Ui, kìa 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 kìa. Đâu rồi? Kìa, thằng trắng nó bay tới kìa kìa. Ờ đấy. Ui, phải luôn. Phải luôn. Ui, nó chạy kìa, đi phải. Lâu gà trắng. Đi về mẹ rồi. Nó chạy. Ờ, có hai thằng hack lần bạn ơi, đủ ba thằng về nữa. Lên trên top 3 bạn ơi. Ờ, nhưng mà trận trước là thằng hack đâu rồi nhỉ? Hay là bị đít hay sao vậy? Nó có khi bị đít. À. Đúng thế. Về thôi chứ sao giờ bạn. Thôi. Đi trước đây. Đi về này. Ở lầu có hai thằng hack luôn ạ. Ôi. Kiếm game khác chơi. Ui, 36 luôn ạ. Vãi đái thật. Roll out. Anh phải kỳ là sói đúng không ạ? Cả ngày hôm qua anh toàn chơi toàn là người à? Tối qua anh chơi toàn là người, anh toàn ngồi phân tích à? Ui khó đấy nhở? Chi là khó rồi. Cái trò này mà không biết chỉnh cam là thua đấy. Ê. Đấy. Cái lồn gì mà nhanh vậy? Như thằng chết nhanh cái lồn. Cái lồn chết nhanh vậy hay là tụi nó đéo muốn chơi nữa? Không phải, update bây giờ hơi khó hay sao ấy. Hồi xưa dễ lắm, hồi xưa. Ở đâu chết có 5 thằng, 4 6 thằng. Làm gì nữa đây? Ơ. Map này map cuối mẹ rồi. Chưa map 3. À chưa map này map 3 vậy. Lấy 13 thằng. Có đâu? Lấy 13 thằng kìa. Lấy 13 hả? Ờ, bạn ơi mình check phim lắm, không thấy ai donate, bạn donate tên gì nhỉ? Cái lồng má, thằng lồng kia nó bay đi ngoài. Ui. Để dám đi không ạ? Ờ. Vãi lồng. Ui. Cú né. Map này gần vãi lồng, hai thằng kia nó về nhanh vậy. Ây da. Ui rồi quả chuối to vãi lồn ạ. Đi đầu dễ dính vãi lồn. Thế được ông ơi. Đây là bị dính, đừng dính với dính với cam mà vẫn được, đừng có dính cái cây thôi. Rồi về rồi. Địt mẹ. Rồi về rồi. Ui. 10/13. Vãi lồn thì 12 bạn ơi. 12 á. Chung kết này. Mà em ấy lồn chưa gì đã chơi chít tô rồi. À đâu, mắc cuối mẹ rồi. Không, mắc này không phải mắc cuối đâu. Chưa cuối luôn hả? Chưa cuối, chưa cuối. Chít tô. Chít tô là thường, thường là gần cuối. Nhưng mà lồn kia đó, hai thằng lên nó nhảy. Ờ, mẹ, hai thằng bay con mẹ, đích tô thì tao đi làm lồn gì nữa. Ôi, còn có 7 thằng à bạn ơi. Điệp... Ôi, được có 7 thằng. Thôi, cứ okay, đi đầu thôi. Sao đâu, ngại gì. Ngại gì viết bẩn. Ôi, phải lồn. Lúc đầu mày không sợ. Lúc sau mày sợ rồi. Đây, đây, mày đây nè bạn. Ê! Từ nhá, từ nhá, đoạn này phải nghĩ này. Đấy, không được liều này. Đẩy nó bạn, đẩy nó bạn. Ê, gần được, một cái nữa được. Ê, về rồi. À, từ, cái cuối. Về rồi. Ông ơi. Ơ, 6 à? Ôi, điệp qua luôn rồi bạn. Thôi 7 đấy. 7 gì đó đi, 7 7 sao ấy, ừ. Thì lẻ người dễ ra chạy lắm. Trời, hãm lồn lắm. Trời, cái lồng má, cái lồng má thôi khỏi đi bạn ơi, quên mất lồng cái đâu rồi, đâu rồi. Nó bay mẹ là chết rồi. Ít con mẹ bay đến nơi kìa. Nó bay tới bay nơi luôn. Mẹ là chết rồi. Chịu. Vừa mới vô kia là lồng kia nó chảy lên tới mẹ. Thằng này với lại thằng lồng gà là chơi chung game chắc luôn các bạn. Không, thằng gà nó cũng bay nhưng bay chậm hơn sao ấy. Thôi là gà là nó speed, còn lồng này là bay luôn rồi.
Chán vãi luôn ạ. Chán thực sự luôn, vô map lâu thì chịu rồi. Không, kể cả cái map mà nhảy 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 thì nó bay lên trời là cũng thế à. Lôn thì trong thắng. Quá lạy luôn ạ. Ở sao mấy lần kia đéo quýt. Hy vọng để có hack, đúng không? Để có hack, hy vọng để có hack. Ui cái map bìu rồi. Không sao, không sao. Lo được, lo được. Tôi thì sợ đúng đắt cuối này. Đắt cuối này nhiều lúc hơi hơi fail. Fail guy, chắc là phone guy. Đây, ở giữa. Ê, đồ mà map lồ này 45 người bạn ạ, phải lồ. Đầu mà. Nhưng mà... Dạ. Nhưng mà 45... Lại hack kìa, đi phải hai thằng hack kìa, vãi luôn. Địt mẹ với hai thằng nãy vãi luôn. Không phải quần áo đây đó phải. À đây phải, đầu này nhìn da với thằng gà. Nhìn da với thằng gà. Ôi, đi mẹ tới đâu rồi. Lồ cái ao luôn rồi. Hay quá. Hay là cái ở... Ờ, vãi lồ. Ở giữa, 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 giữa. Thế phải rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. À không, à, phải, phải được, phải được, phải được. Ui mày thế. Ui, vậy thôi. Mà tám. Nhưng mà đủ mấy hát anh chơi bùi gì. Alo này quýt luôn rồi nè. Không, hát thì lấy top 10. Hát ngoài lấy top 10. Cái đồ này cũng hắc nữa thôi, chịu rồi. Đúng, đúng. Đúng là thời đại công nghệ. Thời đại công nghệ. Ây ạ. Ây ạ. Trời ơi, lòng cái nó chạy nhanh kìa, phải rồi. Hàng bay, ui bay kìa. Ui bay, bay, bay. Ôi, ôi, đi, ôi, bay. Chơi thế thì chịu đi. Ui mượt 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 mướt mượt mượt. Mở cửa, mở cửa. Mở cửa, ơ đẹp mẹ đóng cửa rồi. Lâu kia cũng hắc mà hắc speed bạn. Lúc nào có hai thằng, một thằng hắc bay, thằng hắc speed bạn. Thấy không? Ừ. Đi bên này, đúng rồi. Ơ, có thằng đẩy mình kìa. Hay quá nhở. Ờ, may quá có thằng đẩy, phải liền thì. Mà thôi. Chát được nhỉ? Chứ chết mẹ không? Round over. Tưng tưng tức. Nào. Chưa. Còn 32 người mà không. Map này cũng khó chết lắm ấy, map này dễ. Ông chơi tay cầm hay là chơi bằng chuột đấy? Phím, chơi chuột quen rồi. Tay cầm cũng được, nhưng mà tay cầm không có quay màn hình được, chơi không quen. Quay được mà, mắt kia thì quay dễ hơn luôn đi. Quay kiểu gì? Quay bằng cái con... Bên phải, analog bên phải à. Ui, bỏ đi. Này cứ đi qua đi lại thôi mà, đâu cần phải làm gì đâu bạn. Ừ, nhưng mà nó khó ấy. Nhiều đoạn nó bị ngắn quá. Bị đẩy thì hơi mệt thôi chứ. Ở này cứ đi qua đi lại à, nó đâu có bị gì đâu. Ủa, cần đúng nhịp đi qua đi lại hay là qua à, map này dễ mà. Có cái sẽ quay nhanh, có cái quay chậm. Thôi, hai cái quay như nhau nhưng mà nó ngược qua ngược lại á, mình đi đủ đúng tới cái hướng kia thôi, mình quay đi qua mình đứng yên thôi cho nó tự đi thôi, mình đừng có di chuyển nhiều. Cứ đi qua đi lại thôi.
trong vàng bạn ơi. Cái lộc mã bên này đéo có cái nào ạ? Thì phải chia khu ra thì mới mới nhặt dòng vàng. Còn cái chưa lồn gì nó nhặt full vàng. Bên này đông quá bạn ơi, đéo tươi có nhiều người không? Trời ơi. Được rồi, fail nhiều đấy nhờ. Ây da, qua được dòng vàng rồi bạn ơi. Hay quá. Thì... đứng đây canh đủ chỗ này thôi. Thì hơi phê tí. Ờ, lồng cái nhảy đéo qua, đéo qua dòng rồi lồng. Thì thôi bạn ơi, điệp mẹ để mình nhảy cho, mẹ sợ bạn quá. À, thằng lấy rồi. Cái này đâu có à, đúng mất. Vòng vàng chưa? Vàng nó hay xuất hiện chính giữa. Mày, cái tao đúng không? Thôi, mày cứ lấy vòng bình thường thôi. Ui, thế mà đập đầu được. Ăn lộn rồi. Đứng lại. Ôi, lỏng thật kìa. Ui, phê vãi luôn. Ui, 35. Ơ, thằng lùi này hên thế. Ê, vừa xuống đó nè. Bên đây 3 màu, 4 màu đỏ vẫn vậy. Mà chia ít màu đỏ thôi. Ôi, mẹ, hơi quân kia màu vàng thôi. 40-30, ui, tự ra chơi phết. Màu vàng thôi. Hả? Màu vàng thôi rồi, sao kịp. Cái chia khu ra thôi, đồ mà mỗi bên bao nhiêu người đó là được à. Nắm đi. Không, đừng có đứng chung chỗ là nhặt vòng nhanh lắm. Achievement unlock one game lead. Từng chung kết rồi. Hai này nhảy rồi, 12 chắc nhảy đấy. Hai thêm vòng nữa lấy 7 nhỉ. 12 à, còn 12 hả? Ừ, còn 12 thằng, còn 12 đá bóng mày ơi. Đá bóng á. Ui, lại cái map đầu vui mẹ thôi. Điệp mẹ có hack ra chơi kìa. Map này thì tính được gì ta ra. Đi mẹ, cái map cuối là map này lột chơi lại mấy hack. Ôi, trả kèo hòa các bạn nhá. Điệp mẹ trả kèo ơi, điệp mẹ còn đứng đầu luôn này. Nếu thế nào canh được top khác luôn à. Rồi, tôi xem nó bay rồi. Ủa, thằng hack bị loại hả ta? Thằng bị đít rồi. Không, bị loại sao á. Cái map block party. Ôi, loại cái đầu mùi, nó bay rồi kìa. Nó tới rồi. Ôi, điệp mẹ không, map này mình về đít rồi nè. Ây da. Ông đen phải rồi. Nó về đích kìa, nó nhảy trượt. Ây da. Rồi, tới rồi, mà nhảy được rồi. Điệp mẹ nó tới mẹ rồi. Chát thật sự. Nó nhảy 3 lần mà trúng đấy, điệp mẹ sẽ lồn hack. One to what là lồn gì ta? 10 lần đồ, 10 lần top 10 à. Thôi, giả kèo. Lồn này còn có skin kèo nữa bạn để à. Chơi mà. Lồn này còn nạp á, lồn nạp này. Bên đồ nữa bạn. Lồn thì hack nó còn mua được thì mấy cái skin này nó tiếc gì. Lồn má nạp bên đồ còn hack á. Thôi, giả kèo các bạn hòa nhá. Chán thật rồi à. Rồi trận đéo gặp hack ạ. Có game lồn gì khác chơi không ta, điệp mẹ đéo hiểu.